Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lúc đại dịch này xảy ra bởi vì thói quen giết và ăn thịt động vật của con người theo tiến sĩ Alex Lockwood. Bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của Alex Lockwood, tiến sĩ ngành viết sáng tạo và giáo sư trường Đại học Sunderland. Đại dịch này sẽ tiếp tục diễn ra trong vài tháng, hoặc thậm chí một năm, hoặc đến khi virus corona sẽ lấy đi tính mạng của rất nhiều người. Chúng ta mới nhận ra những sai lầm của xã hội hiện tại. Và để sống còn, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc thích nghi và thay đổi cuộc sống của mình. Và bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất. Đầu tiên, dịch bệnh virus corona không chỉ đe dọa sức khỏe của tất cả nhân loại chúng ta, mà chính là sản phẩm của sự bất công. Sự bất công đó đến từ việc bóc lột và tiêu thụ động vật, từ hoang dã đến gia súc, gia cầm cho mục đích sử dụng của con người. Đại dịch virus corona chính là hồi chuông cảnh báo cuối cùng về sự liên kết tàn nhẫn giữa con người và động vật. Các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật ở Berlin đã đưa ra quan điểm này vào đầu tuần này, và các nhà hoạt động ở London từ Tau The System đã gửi thông điệp tới Nghị viện và Thủ tướng Boris Johnson. Bây giờ là thời điểm thích hợp để yêu cầu các phương tiện truyền thông đăng tải sự thật 75% các căn bệnh mới xuất hiện ở người, không phải đến từ động vật, mà chính là các hành vi chăn nuôi, khai thác, giết hại và tiêu thụ động vật. Đó là xuất phát điểm của COVID-19, virus corona. Nếu không tiêu thụ và khai thác thực phẩm từ động vật, chúng ta có thể chấm dứt các dịch bệnh có hại cho loài người một cách triệt để. Chúng ta đã trì hoãn quá lâu. Năm 2003, dịch virus corona SARS bùng phát từ việc săn bắt động vật hoang dã và lấy đi gần 800 tính mạng. Chúng ta lại không thức tỉnh. Thậm chí đại dịch tiêu chảy do từ coronavirus ở lợn trong những năm 1970, hay cả đại dịch HIV đến từ những con khỉ bị giết chết để lấy thịt đã lấy đi tính mạng hơn 25 đến 30 triệu người. Và dịch tả lợn châu Phi năm 2009 cũng bị lây lan từ các trang trại nuôi lợn sang người. Đó cũng là cách mà COVID-19 đã lây lan, mặc dù vẫn chưa rõ nguồn gốc rõ ràng đến từ đâu. Hai nghi phạm chính lây lan virus COVID-19 chính là từ TT và rơi, được bày bán ở những khu chợ trời tại Vũ Hán, Trung Quốc, nơi các nhà khoa học tin rằng chính là nơi bắt nguồn đại dịch. Tuy nhiên, đừng vội đổ lỗi cho người Trung Quốc hoặc các khu chợ trời. Hiện tại chúng tôi hiểu biết rất ít về virus corona hoặc các loại virus khác sinh sống trên người động vật hoang dã. Khả năng phát bệnh hoặc tái tổ hợp với các virus corona hiện tại chính là mối đe dọa sức khỏe công cộng và động vật, Linda Safe viết 16 năm trước. Tại diễn đàn của Viện Y học về các mối đe dọa vi khuẩn sau đại dịch SARS năm 2004, hy vọng rằng dịch bệnh sẽ tạo ra sự quan tâm và tăng thêm nguồn tài trợ mới cho những nghiên cứu căn bản trả lời cho những câu hỏi này. Về mặt khoa học, SARS đã làm tạo sự quan tâm trong cộng đồng mặc dù không đủ để ngăn chặn virus corona MERS năm 2012, nguồn gốc từ lạc đà lưng gù, với tỷ lệ tử vong 35%. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt không phải là khoa học, càng không phải là vấn đề miễn dịch cộng đồng hay vaccine hay vệ sinh. Cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt chính là xã hội và chính trị. Đó là vì cách xã hội của chúng ta phản ứng với những khủng hoảng như vậy, thay đổi từ văn hóa này sang văn hóa khác. Thậm chí với những quốc gia thành công trong việc ngăn chặn virus corona COVID-19 cũng không phản ứng bằng bài học hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn virus triệt để từ hàng thế kỷ trước. Đó chính là ngừng xâm phạm môi trường sống và giết chết động vật. Cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết khoảng 17 đến 50 triệu người, bắt nguồn từ gà và lây lan từ những người lính thủy thủ cách 102 năm trước. Vậy nhưng chúng ta lại không học được gì trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Nói cho cùng, hầu hết là một cuộc khủng hoảng chính trị. Về mặt vi mô, làm thế nào để các nhà lãnh đạo của chúng ta cách thứ yếu là những gì bạn nghĩ về chính trị? Làm thế nào các nhà lãnh đạo của chúng ta, chẳng hạn như Donald Trump hay Boris Johnson, đang không hề phản ứng đúng đắn đối với cuộc khủng hoảng? Vấn đề chính trị của chúng ta chính là chúng ta đã loại trừ động vật ra khỏi các quyết định chính trị, đời sống chính trị và công lý chính trị. Chúng ta đã dùng chính trị để bảo toàn quyền lợi của con người, bất chấp sự bất công và bạo hành lên các loài động vật khác. Sự bất công, tàn nhẫn đó liên quan trực tiếp đến sự tàn phá môi trường sống của các loài động vật hoang dã, khi chúng ta tiếp tục xâm lấn rừng già, đồi núi, biển cả.
và phá hủy từng ngôi nhà của các loài động vật mà chúng ta đang cùng sinh sống trên một hành tinh. Nếu bạn muốn tiếp tục suy nghĩ ích kỷ, vậy hãy nghĩ rằng có hơn 1 triệu virus gây bệnh đang trú ngụ trên các sinh vật khác, và có khả năng càn quét tất cả sinh mạng loài người trên thế giới nếu như chúng ta cứ tiếp tục xâm phạm đến nơi sinh sống của chúng. Đây vừa là một quyết định chính trị, vừa là một quyết định xã hội. Đáng buồn thay, chúng ta lại lựa chọn không hành động, bởi vì văn hóa chính trị và xã hội của chúng ta được xây dựng trên việc bạo hành động vật. Chúng ta phá hủy môi trường sống, giết lấy thịt, chỉ để bị lây nhiễm bệnh từ chúng. Ngành nông nghiệp chăn nuôi, dù quy mô lớn hay nhỏ, đều đi kèm với virus corona. Virus corona cực kỳ phổ biến trên động vật chăn nuôi. Bộ vin coronavirus, B-Corp, là một sản phẩm mấu chốt của ngành nông nghiệp động vật. Tuy nhiên, cho đến nay, không có mối liên hệ nào giữa bộ vin coronavirus và loại coronavirus lây nhiễm cho người. Mọi người đều tin rằng virus corona COVID-19 bị lây nhiễm từ rơi sang người ở khu chợ trời Vũ Hán, Trung Quốc, tương tự như dịch SARS, bị lây nhiễm từ cấy hương được buôn bán ở một khu chợ trời khác ở Trung Quốc. Nhiều người lên án Trung Quốc phải chấm dứt tình trạng mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Ngay cả tổ chức quyền động vật như Political Animal Lobby cũng tập trung để đóng cửa các khu chợ trời này. Tuy nhiên, tại sao Trung Quốc phải tuân theo trong khi Anh, Mỹ đều tiếp tục tăng cường việc sản xuất thịt? Chúng ta không thể chấm dứt dịch bệnh chỉ bằng cách hủy bỏ việc mua bán động vật hoang dã, trong khi hoàn toàn phớt lờ các dịch bệnh đến từ động vật chăn nuôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng nguồn cung cấp kháng sinh của thế giới để bơm vào gia súc và gia cầm tại các trang trại, nơi mà các sinh vật chịu đau đớn, và cũng là nơi sản sinh ra hàng loạt dịch bệnh như cúm gà, tả lợn. Việc tập trung chăn nuôi động vật đã giảm chi phí mua thịt động vật, nhưng lại dẫn đến nguy cơ số lượng lớn động vật được chăn nuôi ở gần với quần thể dày đặc của con người sẽ ủ bệnh và làm bùng phát các virus mới, theo Gregory Gray, một nhà khoa học về dịch tễ và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Đúc. Phần lớn các phản ứng của con người đối với coronavirus COVID-19 này cũng như các dịch bệnh từ động vật trước đây, đó chính là sự thất bại trong việc tôn trọng sự sống của con người và động vật. Phản ứng của chúng ta chính là tội ác của sự bất công. Việc đề nghị đóng cửa vĩnh viễn thị trường động vật hoang dã ở Trung Quốc vừa là vấn đề phân biệt chủng tộc, vừa là thất bại trong bối cảnh lớn hơn. Cách ứng xử tốt nhất là khi chuyển đổi nền kinh tế sang thuần chay, chúng ta không còn những đại dịch như COVID-19 hay các virus chết người khác từ động vật. Nói đơn giản, dịch bệnh xảy ra vì chúng ta giết và ăn thịt động vật, cho dù đó là một con rắn hoang dã hay một con người được nuôi từ trang trại, thì nguy cơ vẫn giống nhau. Việc mở rộng và tăng cường diện tích chăn nuôi gia súc, không chỉ ở rừng Amazon mà còn rất nhiều nơi khác, chính là cách các loài động vật hoang dã tiếp xúc với các động vật được chăn nuôi. Ngay bây giờ, hãy nói với tất cả bạn bè, người thân sự thật rằng, dịch bệnh xảy ra vì chúng ta giết và ăn thịt động vật, trừ khi chúng ta sửa đổi sự bất công và xóa đi việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá, xâm chiếm và phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã, tai họa cho loài người sẽ thành hiện thực. Một dịch bệnh mới còn kinh khủng và nặng nề hơn COVID-19 đã giết chết toàn bộ nhân loại. Nếu như không thay đổi sang hệ thống thực phẩm thuần chay ngay bây giờ, chính chúng ta đang tự phá hủy tương lai và mạng sống của bản thân và gia đình của mình. Hãy tự suy nghĩ lại, bởi vì có thể đây chính là khoảnh khắc chúng ta tự nhận ra sự phản bội tàn nhẫn lên các giống loài khác, và khoảnh khắc chúng ta tự quyết định phá bỏ sự bất công, tàn nhẫn đó. Và có thể, bạn sẽ không còn nhớ đến việc ăn thịt động vật một lần nào nữa. Nguồn sống thuần chay. Ha ha ha, 问什么的说呵。